lộ các vị thần hộ mệnh của 12 cung hoàng đạo. Mỗi cung hoàng đạo sinh ra đều được một vị thần bảo trợ và sống trên đỉnh núi quyền lực Olympus. Dưới sự soi sáng và che chở của các đấng tối cao, những ai sinh ra ở các cung này cũng sẽ có tính cách tương tự như những vị thần của họ. Cùng chúng tôi khám phá xem 12 cung hoàng đạo được bảo hộ bởi vị thần nào nhé! Bạch Dương, Athena, nữ thần trí tuệ. Vị thần bảo trợ của Bạch Dương là nữ thần trí tuệ Athena, người là hiện thân của trí tuệ tối cao và những cuộc chiến tranh chính nghĩa. Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, Athena là thần nhi của thần Zeus và hải tinh Oceanid Metis. Athena và Ares cùng là những vị thần chiến tranh, nhưng Athena là vị thần của chiến tranh vì hòa bình, biểu trưng cho sự chiến lược và kỷ luật, còn Ares là thể hiện cho sự hỗn loạn, phá hoại và xâm lược. Biểu tượng của Athena là con cú và cây ô liu. Người là một vị thần thông minh, xinh đẹp, vị thần của trí thức, trí tuệ và nghệ thuật. Với quyền năng của mình, người đã trở thành vị thần bảo hộ cho thủ đô Athena của Hy Lạp. Hình dạng của vị nữ thần xuất phát từ hình dạng của loài chim với dấu hiệu là một con cú. Những ai sinh ra ở cung Bạch Dương sẽ mang những đặc điểm nổi bật của nữ thần Athena: thông minh, sáng suốt, khéo léo, mạnh mẽ và cũng rất ôn hòa. Với những tính cách này, trong cuộc sống, họ thường được mọi người yêu mến và kính trọng. Kim Ngưu, thần Priorite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Kim Ngưu được bảo trợ bởi nữ thần tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở Aphrodite. Theo truyền thuyết, bà là con gái của thần Zeus và nữ thần Dione, hoặc cũng có thể sinh ra từ bọt biển sau khi máu của Aranus rò xuống biển và mặt đất khi bị đứa con út Cronus đánh bại. Biểu tượng của bà là chim bồ câu, chim chóc, táo, ong, thiên nga, mía và hoa hồng. Với ngoại hình gợi cảm, nét quyến rũ và dịu dàng đặc biệt của mình, Aphrodite xứng đáng là một vị thần được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, bà là biểu tượng của sự gắn kết tình yêu, nhưng bản thân mình lại không được hạnh phúc lắm. Dù có nhiều câu chuyện được thêu dệt xung quanh nữ thần, nhưng nàng vẫn luôn là biểu tượng của sắc đẹp, tình yêu. Và quan trọng hơn là giữ vai trò chăm lo cho sự sinh nở đều vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của con người. Những ai sinh ra ở cung Kim Ngưu cũng sẽ được ẩn chứa trong mình những nét tính cách rất đẹp của thần Aphrodite, xinh đẹp, gợi cảm, sắc sảo và luôn mang trong mình một tình yêu nồng cháy. Song tử, thần Apollo, thần ánh sáng. Thần Apollo, vị thần của ánh sáng, tri thức, âm nhạc, thơ ca, tiên tri và thuật bắn cung, là vị thần bảo hộ của cung song tử. Thần là con trai của Zeus và Leto, với biểu tượng là chàng trai tóc vàng đeo cung bạc và đàng lyre. Apollo chính là người anh trai sinh đôi với Artemis, người được coi là vị thần bắn xa muôn dặm. Danh tiếng của thần Apollo được gắn với nhiều nền văn hóa đại chúng về nghệ thuật như những vở kịch, phim truyền hình, những cuộc thi âm nhạc, bài hát và nhiều bài thơ. Mặc dù có tài năng và ngoại hình khá hấp dẫn, nhưng những người sinh ra ở cung song tử và được Apollo bảo trợ lại không được mạnh mẽ và quyết đoán cho lắm. Đó là những người thật sự tài ba trong mọi lĩnh vực và là nguồn mang đến may mắn cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, họ luôn để lại cho những người thân, bạn bè và tất cả mọi người sự thiện cảm và quý mến. Cự giải, thần Hermes, thần thông tin. Vị thần bảo trợ cho cự giải là thần Hermes, người đưa tin của các vị thần. Theo truyền thuyết, Hermes là con trai của Zeus và tiên nữ Maia, vị thần trẻ thứ hai của đỉnh Olympus, chỉ lớn tuổi hơn Dionysus. Biểu tượng của thần là quyền trượng, có hai con rắn quấn đầu nhau, mũ và xếp có cánh. Thần từng dùng mai rùa để chế tạo ra đàn lyre. Hermes là vị thần đặc biệt, có khả năng đi lại tự do giữa các thế giới, bầu trời, đại dương, sông suối, nhân giới, địa ngục mà không bị bất kỳ ai kiểm soát, ngăn chặn. Hermes được ví như một vị thần đa tài, bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần, các mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điển kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lành trí, các phát minh sáng chế, ngôn ngữ. Những ai được sinh ra ở cung cự giải, nhờ vậy cũng được trời phú cho sự đa tài, trí thông minh kiệt xuất, khả năng hành xử khéo léo và nhìn xa trông rộng. Những người này không bao giờ đòi hỏi phải đạt được các vị thế cao sang, nhưng lại là một nhân tố không thể thiếu ngoài xã hội. Sư tử, thần Zeus, các chúa sơn lâm oai quyền, được bảo trợ dưới quyền năng của đấng tối cao Zeus, vua của các vị thần và là người cai quản đỉnh Olympus. Thần Zeus đóng vai trò thống trị, lãnh đạo tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus. Người đã sinh ra rất nhiều các anh hùng và xuất hiện trong nhiều câu chuyện thần thoại. Zeus cũng là một tạo tác văn hóa tối thượng. Xét về nghĩa nào đó, Zeus là hiện thân của tín ngưỡng tôn giáo Hy Lạp và là vị thần nguyên mẫu của Hy Lạp. Zeus là biểu tượng của sự quyền uy, sự thánh thiện, oai vệ và sức mạnh phi thường.
Đó là những tính nét quan trọng của một nhân sư tử, những người thực sự xứng đáng làm chúa tể của muôn loài. Sử nữ, thần Demeter, nữ thần nông nghiệp. Nữ thần Demeter là vị thần bảo trợ cho những ai sinh cùng sử nữ. Bà là nữ thần tượng trưng cho sự sinh sản, nông nghiệp, tự nhiên, mùa màng và sự sung túc. Demeter là chị gái tối cao của thần Zeus và là mẹ của nữ thần Persephone. Truyền thuyết kể rằng Demeter là con gái của Hera và thần khổng lồ Cronus. Khi bà ra đời đã bị cha nuốt chửng và nhờ thần Zeus giải phóng mới thoát ra. Demeter là hiện thân của một người phụ nữ duyên dáng, nữ tính, nết na. Do vậy, những ai sinh ra vào cung này cũng sẽ được trời phú cho những đức tính, đảm đang, duyên dáng, sự cần cù, tháo phát và trách nhiệm cao. Họ là những người phụ nữ tuyệt vời. Thiên Bình, thần Hephaestus, thần thợ rèn. Vị thần bảo trợ cho những người sinh ra ở cung hoàng đạo Thiên Bình là thần thợ rèn Hephaestus. Ông là vị thần của kỹ nghệ như nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại, luyện kim và lửa. Hephaestus là thần thợ rèn, thợ thủ công, thần lửa và thần luyện kim. Biểu tượng của ngài là lửa, cái đe, rìu, lửa, búa, cái kẹp và chim cút. Thần còn được gọi là thần lao động chân tay với những công việc nặng nhọc và một cuộc sống khá vất vả. Ngày nay, hình tượng của thần được thờ phụng trong các trung tâm chế tác và công nghiệp ở Hy Lạp, đặc biệt là ở thủ đô Athens. Những người sinh ra ở cung hoàng đạo này thường được kế thừa từ thần những đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, siêng năng, đức tính ngay thẳng và sự tài ba. Trong cuộc sống, họ không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ một khó khăn nào. Họ luôn quan niệm mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Thiên Yết, thần Ares, thần chiến tranh, cung hoàng đạo thần nông, được thần chiến tranh Ares bảo trợ. Đây là một vị thần của những cuộc chiến phi nghĩa, bạo lực và chém giết. Thần Ares là con trai của thần Zeus và Hera. Vị thần tương ứng với Ares ở thần thoại La Mã là Mars. Ares ngoài ra còn là biểu tượng của những người đàn ông hào hoa và phóng khoáng. Ông không bao giờ kết hôn, mặc dù có rất nhiều người tình và con cái. Ông được nhiều nữ thần đẹp đem lòng yêu mến vì cá tính và phong thái đàn ông của mình. Ares có diện mạo khôi ngô nhưng bản tính lại hung hăng, tàn bạo. Với biểu tượng là ngọn giáo dính máu đỏ tươi bên mình, vị thần này khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ và tránh xa. Ares ngoài ra còn được coi là vị thần bất tử. Những người sinh ra ở cung hoàng đạo này sẽ được Ares bảo trợ với những tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, ý chí sắt đá và bản lĩnh phi thường. Nhân mã, thần Artemis, nữ thần thợ săn. Nữ thần Artemis là vị thần bảo trợ cho những người sinh ra ở chòm sao Nhân mã. Vị thần trinh nữ này là nữ thần của sự trinh tiết, thuật bắn cung, mặt trăng và muôn thú. Artemis là con gái của thần Zeus và nữ thần Leto, thuộc dòng dõi Titian, người em sinh đôi của thần Apollo. Với biểu tượng là vần trăng khuyết và cây nguyệt quế, Artemis luôn xuất hiện với hình tượng một trinh nữ xinh đẹp, mang cung bạc và ống tên vàng đi săn. Nàng có nét đẹp dịu dàng, hoa nhường nguyệt thẹn và cũng vô cùng huyền bí, cuốn hút. Sự thuần khiết, trong trắng là điều đặc biệt ở nữ thần Artemis. Ngoài ra, nàng còn là vị thần của sự ngay thẳng và công bằng. Mũi tên của nàng đồng thời cũng để trừng trị những tên thợ săn tàn ác làm hại muôn thú. Những người được thần Artemis bảo trợ thường mang trong mình những tính cách nhanh nhẹn, lanh lợi, luôn tràn đầy sức sống, vô tư yêu đời và cũng vô cùng ngay thẳng. Một hình tượng được tất cả những cô gái trẻ hiện đại ao ước. Market, thần Hetia, nữ thần lửa. Cung hoàng đạo Market là nữ thần lửa Hetia. Người là nữ thần trông coi ngọn lửa thiêng của Olympus, nữ thần bảo hộ của xứ Mazonala. Người là vị thần của bếp lửa, sự quây quần, sung túc trong gia đình, đồng thời cũng tượng trưng cho đạo đức, sự tôn trọng, tốt bụng, ngoan đạo và thiện trí. Hetia là con cái của Rhea và Cronus thuộc dòng dõi Titan theo thần thoại Hy Lạp, đồng thời là chị cả của thế hệ các vị thần thứ nhất của đỉnh Olympus. Biểu tượng của bà là chiếc bếp lửa, chum đồng, chum vàng và ánh sáng của thiên nhiên. Hetia luôn là hình tượng của người phụ nữ của gia đình, một người mẹ, người vợ tuyệt vời, luôn mang đến ngọn lửa ấm cúng, giữ trọn hạnh phúc gia đình. Bởi vậy, những ai có được người vợ sinh ở cung Market sẽ là những người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Những ai may mắn được nữ thần Hetia bảo trợ sẽ được trời phú cho những nét dịu dàng, chịu thương chịu khó, tốt bụng và tràn đầy tình cảm. Bảo Bình, thần Hera, nữ thần của hôn nhân và gia đình. Hera, nữ thần của các thần, nữ thần hôn nhân và gia đình, chính là vị thần bảo trợ của Bảo Bình. Người cũng là người vợ chính của đấng tối cao Zeus, người là con gái út của Cronus và Rhea. Với biểu tượng là con công và đôi khi là con chim cu, loại quả đặc trưng là quả táo và quả lựu. Người là nữ thần, bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững. Nữ hoàng của đỉnh Olympus là người tượng trưng cho sự oai quyền, lộng lẫy, uy nghiêm và kiêu kỳ.
uy quyền của người khiến cho các vị thần khác phải nể phục, sự sắc sảo, gan dạ, táo bạo của nữ thần là đức tính của những người phụ nữ hiện đại và cá tính. Đây cũng chính là tính cách của những người sinh ra ở cung hoàng đạo Bảo Bình, được thừa hưởng từ vị nữ thần này. Song Ngư, thần Poseidon, thần biển cả, thần bảo trợ của cung hoàng đạo Song Ngư chính là Poseidon, vị thần của biển cả và là người rung chuyển trái đất trong những trận động đất. Thần Poseidon là con của Cronus và Rhea, đồng thời là anh của Zeus và em thần Hera. Kết hôn với nữ thần biển Amphitrite, nhưng cũng như hầu hết các nam thần Hy Lạp, cũng có khá nhiều tình nhân. Vị hải vương thần cai trị biển có một vẻ đẹp rực rỡ và hùng mạnh, người có cả một cung điện uy nghi tráng lệ dưới biển sâu. Vị thần này luôn mang trong mình cây đinh ba lớn và chỉ cần khua nhẹ là biển cả dậy sóng và bão tố kinh hoàng nổi lên. Mặt biển hiền hòa và bầu trời xanh sẽ trở lại khi thần cầm cây đinh ba và chỉ lên đầu các con sóng dữ dội đó. Poseidon tự tay chặt ngang các lục địa, tạo nên các eo biển, cửa sông. Thần cũng tự tay tạo ra các mạch nước nguồn lên các hải đảo và giữ cho các lục địa khỏi sụp đổ. Những ai được thần Poseidon bảo trợ thường rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, giàu tình cảm và đặc biệt là có khả năng đoán trước những biến cố sắp xảy ra trong tương lai.